chị phải nấu xong rồi chị bưng bê đi vòng vòng ở xóm rồi chị mời. Cái từ từ cái bà má chồng chị mới mượn tiền góp cho chị, mượn được 200 ngàn tiền góp là đi mua chiếc xe này, mua chiếc xe. Cái hả, không có cái nồi luôn. Cái mượn tiền má, năn nỉ má mượn, cái má chồng lấy tiền cho mượn đi mua được cái nồi để chiếc xe đẩy đi rao khắp xóm bán kìa đó. Bán đắt lắm. Sinh sao rồi cốm này về chị gọi này chị bán. Có đứa bây giờ làm bác sĩ rồi này kia, nó lại nó thăm chị hoài à. Mấy đứa sinh viên mà học giờ có hai ba đứa con rồi đó, nó cũng lại nó thăm hoài à. Chị bán chị có mỗi món luộc này thôi. Tại giờ nè bắp này nó hơi thất á, tại vì nắng quá đó em hiểu không, chứ mà bữa là ngon lắm. Chị lấy ở Tiền Giang á, không biết chị giao á. Ui trời ơi, chị nói vậy chị bán cái ghê rồi, tới ngày chị hả nhắm mắt thôi.